Kính chào quý nhà nông. Hiện tại tôi đang có mặt ở xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là một cái vùng trồng khóm lớn của huyện Châu Thành. Đối với dịch hại trên khóm thì bà con lưu ý có một số cái dịch hại quan trọng, đó là bệnh héo khô đầu lá. Bệnh thứ hai là bệnh thối nõn, mình còn gọi là bệnh chết đọt trên cây khóm, và một số cái bệnh hại khác như bệnh thối trái, bệnh thối mắt khóm vân vân. Nói chung là còn một số bệnh quan trọng. Thì đối với côn trùng gây hại thì bà con lưu ý, thứ nhất là rịp sáp, thứ hai là tuyến trùng gây hại rễ của cây khóm. Để quản lý tốt đối với những cái bệnh hại này thì bà con lưu ý như sau. Bệnh thối nõn khóm thì có hai nguyên nhân, đó là do nấm Phytophthora hoặc là có khả năng là do vi khuẩn là Pseudomonas gây ra. Thì để quản lý tốt thì mình có thể sử dụng một số cái thuốc đặc trị như sau. Đây là cái sản phẩm thứ nhất là Anvin, sản phẩm thứ hai là sản phẩm Mesin. Thì hai sản phẩm này mình có thể sử dụng luân phiên hoặc là kết hợp để phòng trừ bệnh thối nõn trên cây khóm. Còn đối với bệnh héo khô đầu lá thì đây là một bệnh do virus gây ra. Thì bà con để quản lý tốt thì có thể là quản lý đối tượng lây lan, đó là con rịp sáp. Thì để quản lý rịp sáp thì bà con có thể sử dụng một số cái sản phẩm phòng trừ hiệu quả, đó là sản phẩm Sago Super 20EC. Thì sản phẩm này bà con có thể là phun qua lá. Còn đối với cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm là cũng là Sago Super nhưng mà dạng hạt, là Sago Super 3G. Đây là dạng hạt, thì sản phẩm này bà con có thể gãi gốc xung quanh gốc khóm để diệt trừ cái con rịp sáp, thì có thể quản lý tốt đối với cái bệnh là héo khô đầu lá. Còn đối với quản lý tiếng trùng thì bà con có thể là sử dụng cái sản phẩm là Sago Quạt 10GG. Thì bà con dùng cái sản phẩm này để gãi gốc xung quanh để phòng trừ tiếng trùng. Đó là một số cái sản phẩm, một số cái kiến thức để chia sẻ đến quý bà con nông dân để quản lý dịch hại và côn trùng gây hại trên vườn khóm của mình. Bà con có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới. Xin kính chúc quý bà con được mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.